biểu tượng mới tại Việt Nam có thể tạo ra được nhạc. Tòa tháp đôi này có tên là Nghinh Phong tại Phú Yên, được xây dựng từ ý tưởng của công ty thiết kế bên Pháp. Lấy ý tưởng từ gành đá dĩa và huyền tích trăm trứng nở trăm con, tháp đôi Nghinh Phong được tạo nên từ 50 khối đá tròn xếp chồng lên nhau, đại diện cho 100 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ, chia nửa 50 lên rừng, 50 xuống biển. Điểm đặc biệt của tòa tháp này là mỗi khi có gió thổi qua khe hở trong thiết kế, bạn có thể nghe được bản nhạc tự nhiên, độc nhất, không bao giờ lặp lại. Vào buổi tối, tháp Nghinh Phong được trang bị hệ thống chiếu sáng độc đáo, kết hợp với công nghệ Bonsai Tessia, 3D Mapping và laser cường độ cao để trình diễn các hiệu ứng ánh sáng độc đáo.